Rồi bà em ơi. Sượt thịt thế nào? Mày mông thịt chăn đi này. Sượt thịt là bao nhiêu cái bún thế nào? Bà ăn bắt gì đấy? Cật đấy bà đang làm chuyện thịt rồi thì đừng làm. Bà ăn bún được chút nóng một túi được không? Bà chẳng phải chưa trần được chút nóng. Bà ăn bún gì? Bà ăn bún gì hả bác? Mở quán trong thời gian chưa lâu, mới chỉ chừng vài năm. Ấy thế mà, mỗi lần qua đây vào giờ ăn sáng, bạn sẽ bắt gặp không khí náo nhiệt, giao tiếp giữa những người bán hàng vào giờ đông khách. Anh đi bắt này không hành sang luôn này. Có lẽ, chỉ đứng ngắm thôi, bạn cũng đủ no cái tai rồi. Hả? Cứ để ở chỗ cửa. Đây này, kẹp này. Tiền đổi rồi. Đổi. Móng sườn của em anh vừa vào đây chân máy. Được, được. Cho cậu vừa vào kia. Móng sườn của anh bẩn bạch. Một thịt móng nữa đi, một thịt móng nữa đi. Thịt móng đi. Lưỡi móng nào. Thịt mọc số 6 nào. Ba mang về ăn nào em. Đây này, người này này. Ba mang về đầy đủ. Cái gì đấy, thịt không ở đâu nữa. Còn ai thịt không ở đây biết. Hai bát à? Ba đầy đủ mang về đi này. Ba ngoài kia gọi thịt móng đấy. Một thịt móng mà móng nữa là không được trống lên gác nhá. Còn bát gì nữa? Bát trắng bát chăn. Lên gác nhiều bún nhá. Lên gác. Bát thịt móng khác cà phê. Móng lưỡi này. Cho tao kia cái. Hai móng lưỡi chấm lên gác đi, dòng mùng đâu, chen biển nó đây. Cà phê người ta gọi mấy suất rồi có chưa? Mấy suất có rồi mà mấy rồi sao một bát thịt móng đấy. Xuyên lưỡi sang cà phê nào. Làm chấm lên gác đi để em mẹ lên đây. Cô nhưng mình ở đây đông quá cô ạ. Chờ thấy cô có luôn chân luôn tay đấy cô. Thế là nhà mình mở hàng đây là mấy giờ cô nhỉ? Nhà cô bán từ 5:30 cho đến 10 giờ tối em ơi. À, liên tục luôn cô. Liên tục. Lại tiếp đây. Móng lưỡi của ai này? Cà phê của mẹ có mẹ của ai gọi cái gì đây ạ? Thế nhà mình ở đây bán hàng bao nhiêu năm rồi cô? Cô bán được 6-7 năm rồi em ơi. Thế hả? Thế là chỉ bán ở đây hả cô? Cô bán đâu được không? Trước đây cô bán ở nhà trên kia rồi cô mua về đây cô bán ở đây. Thế à đây là mình mua rồi gì cô? Mua rồi. Cháu thấy nhà mình mua đấy không gian rộng quá. Thế là phía trong là mình mua cả luôn hay là chỉ ra ngoài thôi cô? Bên trong tất cả luôn. Wow. Bác ơi bác cứ vào đi em làm cho bác luôn đây. Bát bún này giá bao nhiêu đấy cô? Bát bún này là giá 35.000 sườn và mọc. Thế hả? Nhà cô có nhiều giá mà. Vâng, thế còn những mức giá nào cho khách hàng lựa chọn nữa cô? Ăn đầy đủ các món là các loại là 40.000. Vâng. Còn thịt và mọc không là 30.000. À thế ạ. Vâng. Này, ba suất cà phê này. Con thấy bà thái mỏng giỏi quá bà ơi. Bà vẫn thái này hàng ngày hả bà? Bà thái cả ngày, tối. Sáng nay tối luôn. Vâng, năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi? 86 rồi. 86 tuổi ạ. Bà thái hơi bị điêu luyện luôn nhá, nhìn vừa mỏng lắm, rất đều. Bà là bà chưa bán hàng thôi, còn bây giờ bị thái. Bây giờ là bị chân đây này, rồi bị ngồi thái này. À thế à, chắc là bà là mẹ của cô. Mẹ đẻ đấy. Vâng. Con thấy biển đề cả cơm với phở gà ta là nào cô? À trước đây nhà cô cửa hàng rộng cô định bán thêm nhưng bây giờ cô bán cái này đắt hàng rồi thì cô không bán nữa, cô chỉ bán một cái này chuyên thôi. Vâng, thế là bây giờ là không bán phở và cơm nữa, chỉ chuyên bún thôi. Chuyên về cái này thôi. Vâng. Về đây thì định bán thêm vài thứ. Vâng, thế cho nó chất lượng cô nhỉ? Thì chuyên về một thứ. Nhìn bát bún cô đầy đặn quá cô ạ. Ờ. Một ngày được mấy nồi nước này hả cô? Một ngày nhà cô khoảng 6 nồi nước này. Cái gì nhỉ? Đấy một dục cho chú kia đi. Vốn dĩ phục vụ thực khách với nhiều món ăn đa dạng khác nhau. Thế nhưng, giờ đây quán chỉ phục vụ duy nhất một món bún rộng mồng mà được thực khách ưa chuộng nhất tìm đến trong suốt thời gian qua. Vâng, con xin nhá. Đây các bạn này, đây suất bún rộng mồng ở đây đây. Chúng ta xem ở trong này là có cái gì các bạn nhá. Ở trong này là có lưỡi này, sườn này, chân giò này. Ngoài ra là ở đây là thịt chân giò thái mỏng này. Đấy, phía trên là rau mùi, cà chua, hành, hành rất là nhiều. Sao bát này cô cho mình nhiều quá ta? Ô, ở đây là có cả cật này. Cái suất này thì mình thấy là cô cho mình nó rất là đầy các bạn ạ. Có lẽ rằng là cô ấy cũng cho mình thêm gì đấy. Cô ơi, cái bát này cô lấy cho con là bao tiền nhỉ cô nhỉ? 40.000 à? 40.000 à? Nước ở đây chúng ta thấy rất là trong, cái màu vàng đặc trưng là của Nghệ. Nước rất là đậm đà và nó có cái hương vị đặc trưng của dọc mùng, có một chút thoang thoảng của Nghệ. Và nó có cái độ ngọt, nó lan tỏa sau khi mà nhấm nhấp thì lan tỏa cả cái khoang miệng.
cảm giác kỹ thì mình thấy nó có cái độ ngậy của nước các bạn nhé. Không phải là do mỡ đâu, nhưng nó cảm giác nó cứ ngậy ngậy. Thịt ở đây thái rất là mỏng này. Thịt thái rất là mỏng, khéo luôn. Lúc ấy các bạn để ý là có bà cụ bà chuyên thái thịt này. Thái rất mỏng và đều. Ăn thịt rất mềm, thơm các bạn nhé. Tươi. Ăn cật không này mình không thích lắm bởi vì nó cứ hơi hoi, nhưng mà ăn cật thì rất là tươi. Thịt mỏng ở đây là cô ấy thái mỏng nhĩ khá to, nhìn rất là hấp dẫn, nhưng mà viên thì nó không được tròn lắm. Ăn mọc này rất đậm đà, thơm các bạn nhé, thơm giòn của bụng nhĩ. Mời các bạn nhé. Cắn vào thì cái miếng chân giò này ăn nó không bị nhũn và nó không bị dai. Nói chung là cái độ ninh nó rất là vừa phải. Cắn vào nó thấy mềm. Nó vẫn có cái độ chắc của cái miếng thịt nhưng mà nó không bị nhũn các bạn nhé. Tẩm ướp thì rất là đậm đà. Ok, mình xem còn cái gì nữa nhá. Lưỡi này thì mình nghĩ là nó cũng bình thường như bao cái khác thôi. Chỉ có cái có thể nói được về lưỡi này là lưỡi đây là cô thái cũng mỏng và to. Ăn nó dễ ăn, cắn vừa miếng. Ăn cái này thì không thể thiếu được ớt các bạn ạ. Ớt ở đây rất là tươi này các bạn này. Nhìn cái ớt này là mình cảm giác như là ớt ngon ấy. Các bạn để ý là ớt đầu tiên là tươi, cái thứ hai là có những cái đốm đỏ này. Nó có những cái đốm đỏ rất là bé, lăm răm này này. Ớt kiểu này là mình cảm giác là rất là ngon này. Rất là cay các bạn nhé, ớt cực kỳ cay luôn đấy. Tẩy bún dài. Sợi bún trần kỳ ăn mềm các bạn nhé. Ăn khá là ngon đấy các bạn ạ. Ăn nước nó ngọt, ăn rất là dễ ăn. Cái vị ngọt của nó rất là dịu. Mời các bạn nhé. Miếng sườn này cô cho mình miếng sườn gọi là tuyển này các bạn ạ. Nhìn miếng này không còn miếng nào ngon hơn. Nó có phần nạc này, phần mỡ này. Mời các bạn nhé. Mềm ngon dã man luôn. Bên trong thì hơi nhạt, không ngấm lắm, không ngấm gia vị lắm. Nhưng mà ăn không nhạt quá đâu các bạn. Nhưng mà mình kỳ vọng là nó hơi đậm đà hơn một chút nữa thôi. Nhìn các bạn nhìn ngon lắm, phần mỡ này. Ngon lắm, ăn nó giòn 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 giòn. Wow, dài quá. Đây, mời các bạn nhé. Ăn nước rất đậm đà, ngon luôn các bạn ạ. Cô như cô biết mình thích ăn hành hay sao, cô cho mình rất là nhiều hành củ này. Mình phải cho thêm miếng ớt này. Ăn cho nó đã. Ăn cái này phải nhiều ớt mới ngon các bạn ạ. Đây, cái này mình ăn mình sẽ kèm với cả cái miếng thịt chân giò. Mời các bạn nhá. Mình thấy có một cái ưu điểm ở đây các bạn ạ, là dường như là ớt cho vào càng nhiều càng ngon ấy. Bạn nào mà biết ăn ớt thì cho vào càng nhiều càng ngon. Nó không bị ảnh hưởng đến cái hương vị của cái nước dùng này đâu. Mọc đây ăn thơm ngon các bạn nhé. Nói chung ăn đến đây thì mình thấy là cật với cả lưỡi này là hai cái này mình không thích lắm. Cơ bản không phải là không ngon các bạn ạ, bởi vì là cái hương vị cật này nó hơi lúc nào nó có cái vị hoi hoi này và nó không bổ sung nhiều hương vị cho cái bún. Còn đúng là lưỡi này thì nói chung là nó ăn nó giòn giòn thì cảm giác thì cũng được.
Nhưng mà mình thích ăn ở cái phần móng giò với cả thịt chân giò hơn, ăn nó đậm đà hơn. Đây, miếng này thì ngon nhất các bạn nhé. Các bạn mà đến đây mà ấy được xin được cái miếng này này, ăn tuyệt vời luôn. Cho cháu trà nóng nhá, rồi lạnh trà nóng. Vâng. Ở đây là hồ Thuyền Quang các bạn ạ. Cái quán mà mình ăn thì cũng gần hồ này thôi, cách hồ khoảng mấy trăm mét thôi. Cứ mỗi lần ăn cái quán nào mà gần đây thì mình lại rất là thích ra đây uống nước. Bởi vì cái không khí ở đây thực sự nó rất là đời. Ngày hôm nay thì xung quanh đây thì các cái cô chú người ta bán những cái đồ cũ ấy, cũng tập trung ở đây rất là nhiều, cảm thấy rất là thoáng. Về còn bún ấy, mình thấy là bún ăn được các bạn ạ. So với cả mức giá thì ổn, nói chung là phù hợp. Bát bún thì rất là đầy đặn luôn. Cái mà mình nhớ nhất đến thời điểm này đấy chính là cái miếng sườn. Sườn ăn rất ngon, ăn mềm, thơm. Nó không bị bã, ngoài ra nó có một chút mỡ, ăn cảm thấy rất là đậm, ngon. Nước dùng ngọt, ok. Cái mình không thích nhất đấy là cái miếng cật, ăn cảm giác là nó hơi hoi. Nói chung là mọi thứ đều ổn. Các bạn nếu mà gần đây các bạn có thể là qua quán này ăn thì cũng ok. Đây là lần đầu tiên ăn mặt đây ạ, thấy rất là ngon ạ. Mình ăn lần đầu tiên, ngon mà bắt rất là đầy đặn, nhiều thịt. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.